Chính phủ Kediri Regency tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng sân vận động Gelora Dahajayati mới nằm ở phía tây sông Brentas. Giai đoạn 1 của dự án sân vận động Gelora Dahajayati được xây dựng từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2023, trị giá gần 150 tỷ rupia. Và cho đến nay nó đã đạt gần 70% khối lượng công việc. Sân vận động mới nằm ở làng Buluja, quận Tarakan, Kediri Regency. Được xây dựng trên diện tích 106.804 m², với diện tích xây dựng 11.220 m². Hiện tại, nhà thầu bắt đầu lắp đặt các kết cấu trang trí cho mặt tiền. Trong khi hình hài của khán đài đang dần hoàn thành, mặt cỏ Gioia Marcella cũng đang được thi công song song với khán đài. Gelora Dahajayati có sức chứa 15.000 khán giả và là một sân vận động dành riêng cho bóng đá.